hay là khí nó nhảy lên nhá. Rất láo, rất láo, rất láo. Con này 750 máu ạ. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Ây da, còn rất là lâu ấy. Hết rồi. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của con game 7 Day to Die Mode Darknet 4 trong phần series thử thách sinh tồn với duy nhất một mạng. Ok. Hiện tại ngày hôm nay thì mình sẽ mình phải đi làm, mình tranh thủ mình đi làm cái nhiệm vụ. Mình làm xong cái nhiệm vụ rồi mình sẽ đến gần chiều ấy, khi mà nó chuyển cái ngày 7 đây này ngày màu đỏ thì lúc đấy mình sẽ về nhà. Bởi vì là lúc đấy thì gần như hình như là xe của mình sẽ không đi được. Đấy, xem ở trong đây nó còn có buôn bán cái gì không. Có một ít đồ ăn này. Ok. Nói chung là có đồ ăn là mình sẽ mua hết các bạn. Có bao nhiêu tiền là mua hết. Can miso. Cái Simon này thì thôi mua hết. Hết tiền luôn. Dạo mình đang nghĩ là lắp 2 mốt, bây giờ cuối cùng còn có một mốt thôi. Cái này ăn 10, ok luôn. Ấy mình sẽ tranh thủ mình đi làm nhiệm vụ luôn. Từ từ đã. À, khẩu súng máy này nó vẫn là ok hơn. Bởi vì là nó sẽ bắn liên thanh, nó sẽ làm zoom nó khó di chuyển hơn. Mặc dù đạn hơi yếu. Hôm nay mà đép Blood Moon thì đúng là cũng hơi vất vả đấy. Bay của mình khá là yếu mà zoom thì nó lại khá là mạnh. Mình sẽ cố đi làm được tầm 1-2 cái nhiệm vụ. Xem nó có súng ống thì ngon không. Cái nhiệm vụ level 2 cũng khá là khó. Gắng chọn mấy cái nhiệm vụ mà nó rộng rộng. Ok, ở đây à. Rồi. Ở đây khá là đông. Ây da. Mày thính thế. Ui, bọn zoom này bây giờ nó khỏe nhá. Mình mới ít cấp thôi nhưng mà bây giờ zoom bây giờ nó toàn 600-700 máu thế này là cũng khoai rồi. Mà mình lại không có cái gì để... À có, vẫn có để sửa. Được, được. Hay da. Cái này bị cái gì mà không xây được nhỉ? Chắc là ở đây có cái vướng cái gì đấy. Rồi, làm 3 cái, đề phòng. Đấy, nói chung là có zoom ở kia. Ôi, nhẹ nhàng thôi các bạn. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Giết bọn này. Ấy già, bọn này nó thính lắm. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Không đùa được nha. À, ai, ok. Được thêm khẩu súng với cả ít đạn. Rồi, ui ôi thằng kia. Thằng kia nó tự ra. Một phát bốn nút luôn. Nằm xuống. Ở trong đây là còn khá nhiều. Nhiệm vụ này. Nằm xuống. Ok. Nhảy lên đây xem là zoom có con nào không. Rồi. Bởi vì mình chỉ cần bắn một cái là bọn này nó sẽ ra ngay. Nằm xuống. Tẹo lửa lút xăng là chắc chắn bọn này nó sẽ ra. Rồi. Má bọn này. 1, 2. Thằng kia nó đang phá cái kia kệ rồi. Nằm xuống, nằm xuống. Ây da, khí nó nhảy lên nhá. Rất láo, rất láo, rất láo. Con này 750 máu ạ. Rồi. Ôi. Phá. 750 máu này.
Cứ từ từ khoai nó sẽ nhừ. Ở trong đây còn một con. Đấy. Cứ ra đây cho chắc ăn thôi các bạn. Chưa biết bọn run nào. Úi trời, chạy nhanh thế. Khôn. Con này tung. Run này 10.000, à 1.000 máu ạ. Nó phá cái này khá là nhanh nhá. Nằm xuống. Nằm xuống, cho nó ra đây đi. Giảm bớt một tí. Ok, dao nó mất, nó cứ mất máu. Ok. Nếu mà không chơi dùng dao ở cái bản này là rất khó giết zoom nha các bạn. Rất là cẩn thận. Ui, còn ở tầng dưới á. Ây da. Ây da. Chờ con này ra đây nhá. Rồi. Mày. Không đùa được. Có một thằng nó ở đâu ấy. Bọn này nó còn ở trên nữa cơ. Chạy rất nhanh nhưng mà không biết nó ở đâu. Ở đây đây. Rồi. Chỉ có đánh động thôi. Cái nhiệm vụ bây giờ nó rất là quái là mình đi xuống thì chắc chắn bắt đầu zoom nó mới xuất hiện. Thế cơ. Bắn như thế này thì có nổ không? Không nổ ạ. Không biết là đi xuống cái đây kiểu gì cơ. Căng nhỉ. Buộc phải bằng thang rồi mà chỗ này nó khá là nguy hiểm. Úi giời. Vãi cả trưởng ạ. Đấy. Bọn này nó rất bố láo. Đông như thế này. Không biết là nó đi ở chỗ nào. Ây da, đây đây đây. Bọn này là nó bắn nhá. Ôi tốt nhất là để đây. Nằm xuống. Ây da, từ từ. Ok. 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 Thế mà cũng hết mana, căng thật. Rồi thằng này thì bắn chết nó đi. Ok. Tí đi hẹo. Quá nguy hiểm. Ok. Lấy được cái túi rồi. Chỗ này xa hộp và lấy xăng. Hay ra. You did it. Great job, traveler. Rồi, lại được đồ ăn thôi. Đồ ăn cũng được. Nhiệm vụ 3. Clear có một cái nhiệm vụ lấy túi. Cái level 3 thì nó rất là khoai. Sẽ rất là đông zoom. Level 2 mình đã thấy nó mệt rồi. Nhưng mà level 3 mà lấy khéo được túi thì ok nhé các bạn. Chủ yếu là mình sẽ làm nhiệm vụ lấy túi để ấy mà. Ở đây là rất nhiều zoom. À, nếu mà muốn muốn chiến thì ở đây. Đây xử lý mấy thằng này trước ạ. Ok luôn.
Nó sẽ không 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 ấy ạ. Ôi trời chết. Có hai thằng thì ok. Ra đây, cho ra đây. Nó nhảy lên. Cách đây 7 mét thôi. Tầng này nó phá xong cái này là nó lên. Nằm xuống. Ok. Lên đây. Ăn select time luôn. Không chỉ có từng đây thôi chứ. Rồi. Đấy, thằng kia ảo ma. Đấy, nó còn nhảy nữa cả. Đây, ra đây nhảy này. Con này nó nhảy được nhiên nhá. Nhảy này. Nhảy ạ, để chém được cụt đầu. Ok. Chụp ngay. Hay da. Đây. Mày. Làm xuống. Ok. Đấy. Đút được túi có đẹp. Búa. Có tí máu, có tí đạn. Nhiệm vụ này nhiệm vụ level 2. Nếu mà mình đi làm cái nhiệm vụ level 3 lúc tối tiếp sao nhỉ? Ok. Tí tạo xe, ok. Rồi. Mày. Làm xuống luôn. Rồi. Mấy cái này hủy luôn. Quan trọng nhất là lốt túi. Cách đây 22 mét, 23 mét. Rồi. Không có hàng. 18 mét, 6 mét, 4 mét. Ok luôn. Đấy. Cái nhiệm vụ này đấy, có một chỗ để đứng nha. Lấy cái túi thôi thì đơn giản. Ngó nghiêng vào trong đi chứ. Vào lút được ít sách. Thôi, chấp nhận là về thôi. À, cầu may thôi các bạn. Cầu may xem là có được súng không. Chứ không cần phải làm gì cả. Trời mưa tầm tã này. Hello. Rồi, ngon ngon. Lại được thêm 2 đồ ăn. Có cái cung ngon hơn các bạn. Cung ngon hơn nhưng mà hiện tại thì cung ngon hơn thì cũng không thể bằng đồ ăn được. Cung thì xịn hơn, 488 á. Tôi lấy cung đi. Ở đây nó cho mình cái gì đây? Một cái open charger. Electric shaft à. Còn một cái nhiệm vụ 3 nữa. I'm in a bit of a Godspeed. Cần chờ gì. Đây. Tiếp. Ngon. Rồi ôi, hơi nguy hiểm rồi. Nó lại lấy ở dưới là khoai nhé các bạn.
Lấy ở dưới là khoai rồi. Đường dưới là đất khoai. Đấy mới là càng. Rồi. Nằm xuống. Chém. Rồi. Nằm xuống. Lên đây. Rồi được chưa? Cũng hồi được mana. Nằm xuống. 27. 27. Ok. Thế là được rồi. Về ngay. Không cần cái gì cả. Đơn giản. Rồi, nó cho được một khẩu AK. Quá tuyệt vời. Lấy cái này thôi. Rồi, một khẩu súng ngon. Khẩu này là khẩu ngon hơn rất nhiều so với khẩu ấy ạ. Nhưng mà được hai cái đồ ăn cay. Hết rồi. Nhiệm vụ clear. Ơ, cái này mình sẽ làm sao? You're the man. Bây giờ về còn phải đi dây cáp, dây kiếp các thứ nữa. Khẩu này ạ. Khẩu này là nó sẽ thay khẩu này đúng không? Y'all come back now. Mò phình phát cho nó ra hết đạn đi. Ok, khẩu này là khẩu xịn hơn rất nhiều. Đam to hơn.
Tại sao gắn bắn được có một viên? Một viên. Bắn vào phần này nhá. Bọn này bị gặp điện đúng chỗ luôn. Ok. Bắn một phát ra hai viên luôn, hơi ảo. Chưa tăng một lần nào vào cổ. Nhưng mà chúng mình sẽ không chơi. Mà cái nhiệm vụ level 3 thì nó sẽ cho mình chính trị có là nhiệm vụ level 3 thì Thank you.
có mấy cái chát điện này xuống hẳn. Hay ưu tiên là mua chát điện này vậy. Hay là cái dạ này. Hay là học mấy rồi nhá. Và ai à? Cái cổ này nó bắn. Đang bị giờ học chát rồi. Không trúng à? Có thể bắn đây. Vãi ạ, à? Bắn khẩu đấy tù vãi. Rồi. Tù quá thì quá. Rất răng. Răng thì có điểm. Có 19 viên thì cũng hơi ít. Thôi bắn bằng là khẩu đấy. Nhiều đạn. Có chúng thì đại đạn nó bắn nó khá nhanh. Còn rất là lâu hết rồi. Rồi à, ở đây thì phải sửa nhé. Béo này là hơi mệt đấy. Đây là toàn là zoom radian thôi. Mình cần phải đây là lắp. À. Lên nắp cái mốt ra đi ăn vào. Cửa còn có một ạ. À. Còn một. Hơi mùi. Ra khỏi phải hồi máu ạ. Rồi. Tiếp rót ở bên ra bờ. Đây là. Con này bắn bao giờ mới chết. Rồi có thằng béo hay nào nó thật là. Bây giờ là mới là 12 giờ. 12 giờ nó mới ra con kia. Đó. 12 giờ mà con này cứ phá. Không được. Nó có. Rồi, chim khỏe đấy chứ không phải là chim vũ vẩn thôi. Chim ra đi ăn đấy. Má nó. Kìa. Đấy, chim mãi bắn không chết à. Căng. À, có vẻ hết hết chung rồi. Rồi. Không giết được. Quá mệt.
bắt đầu căng. Mình xây cái này thì bọn này không có được, bọn này không bắn chết được. Thần bắn mất nửa máu ạ, nó phá ở dưới. Nó phá anh giả gấu ạ. Mình sẽ tăng một cái điểm súng máy. Hay là lại hỏng ạ. Hết súng hết đạn. Đưa cái hết đạn. Không chết được. Ok. Không bị vỡ mất một ít được. Bắt đầu phải sử dụng thứ gì rồi. Cái này mình nên có một ít đạn để có thể ấy các bạn. 200 viên để có thể đi clear. Bắn bằng súng ạ. Không ra hay là không chết ạ. Làm không chết ạ. Khẩu lại bắn gần quá. Rồi. Quá khó. Súng cụt ốc kìa. Không chết được. Làm xuống. Làm xuống. Quá mệt. Ốc kìa. Rất ảo. Thôi mình có phải bắn một cái này không? Hết đạn. Chơi bằng bằng bom xăng. Ai da. Mình cháy với ai cả chửa. Bom xăng thì cái này bọn này là gần như không biết được. Nằm xuống. Mãi giờ đạn. Quang nổ thì cũng chỉ còn vài con. Ây da. Con gấu này trâu vãi cả trưởng. 700 máu. Không ăn thua. Kệ bọn này thôi các bạn. Bây giờ mình biết ấy rồi, bắn cho nó sửa, cho nó phá. Phá bọn này nó phá nhanh lắm. Phá. Mày. Phá rất nhanh các bạn. Rồi. Cái gì đấy? Đánh để cho đỡ phá thôi.
quá. Chúng ta đi. Rồi, trời có vẻ sáng rồi. Ôi ơi, nhưng mà nó lại còn có cái bọn điên loạn này, nó chạy từ các bạn kìa. Thôi mình chắc chắn là mình ấy thôi, mình đặt xe ra mình té thôi. Trời sáng rồi mà.